Dạ, chào sếp. Nhân viên mới à? Dạ. Anh Sơn mới tiễn đó sếp. Thằng Sơn đâu? Dạ, anh Sơn đi ra ngoài sếp. Gọi điện bảo nó về đây gấp. Dạ. Anh ơi, về liền sếp kiếm. Dạ dạ. Sao? Có việc gì mà sếp gọi tôi về gấp vậy? Bảo bọn nó đến Hưng Hòa tìm hiểu về một người cho tôi. Tìm hiểu kỹ về nhân thân, gốc gác, làm gì và ở đâu. Đặc biệt là cô ta có chồng hay có người yêu gì chưa? Vậy là đàn bà, đứa nào mà khiến sếp phải quan tâm vậy? Cô ta tên là Thủy, đang chăm một đứa cháu ở khoa cấp cứu của bệnh viện. Hình như là bố của cô ta là võ sư. Con bé khá xinh và giỏi võ. Tất nhiên là xinh rồi. Được. Sếp cho tôi hình ảnh và địa chỉ. Tôi sẽ cho người điều tra ngay. Cứ cho người đến đó, tôi sẽ bơm lên sau. Này, sếp định tuyển vợ đây. Việc này rất là quan trọng. Nhớ bảo tụi nó làm cho kỹ. Mà này, là tìm hiểu chứ không phải điều tra nhé. Sếp yên tâm, hàng của sếp tôi sẽ làm rất cẩn thận. Cũng mong sếp sớm tìm được hạnh phúc. Ở đây mọi thứ tốt không? Thì cũng ổn. Tất nhiên không thoải mái như ngày xưa. Nhớ phải cẩn thận hơn. Làm cái gì cũng thế. Sếp yên tâm, hàng của sếp tôi sẽ làm rất cẩn thận. Cũng mong sếp sớm tìm được hạnh phúc. Cái chuyện này ngoài dự kiến của chúng ta rồi. Bọn này ngoài mặt tỏ ra rất thân mật, nhưng lại luôn cảnh giác em, lúc nào cũng theo dõi em hết. Xem chừng tay Tú là an ninh của đám kia. Quán karaoke này là của thằng Sơn Bạch Tuộc. Thằng này nhận lệnh từ quản lý Tú. Em thấy thằng này có vẻ rất cung kính tay Tú. Nếu như mà bọn nó phái người lên Hưng Hòa thì nguy to. Lam này, đã bao giờ bọn nó hỏi về địa chỉ nhà em trên đấy chưa? Có, nhưng em chỉ nói em là con gái một võ sư, không nói cụ thể. Vậy thì yên tâm, anh đã có cách. Mày có cách gì vậy?